xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và học nhân xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài IBC TV trên băng tần 57.8 và Galaxy 19. Quý vị đang đến với chương trình Sống Đời Sống Phật với sự thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện trưởng Chùa Đường Ngự. Hy vọng sẽ giúp quý khán giả đang tìm cầu sự an lạc, đức thật với những chia sẻ về giáo lý của Đức Phật. A Di Đà Phật, con xin kính chào Thầy. A Di Đà Phật, xin kính chào cô học nhân, kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài IBC TV. Yeah. Yes. Thưa Thầy, cho con nói tiếng Anh. Ok. Con có cái kinh đây là Đại Kinh Người Chăn Bò. Yes. And tiếng Anh á, là giải thích là The Buddha teaches 11 qualities that prevent a bhikkhu's growth in the Dhamma and 11 qualities that contribute to his growth. Okay. Yeah, thưa Thầy, giải thích thêm về câu này. Yes, yeah, yeah. Sure. Thưa quý vị, đây là cái bản tóm tắt về Đại Kinh Người Chăn Bò mà cô học nhân đã đọc cái phần tiếng Anh. Thì cái nghĩa của nó bằng tiếng Việt như thế nào? Đó là Đức Phật đã dạy về 11 tính chất khiến cho một vị tỳ kheo lớn mạnh trong Pháp. Và 11 cái tính chất mà nó làm cho vị tỳ kheo không thể lớn mạnh trong Pháp. Chính vì vậy mà chúng ta hiểu rằng là một người xuất gia muốn tu hành, kết quả đạt được một cái sự tiến bộ cần thiết trên cái tiến trình hướng đến giải thoát, giác ngộ, thì cần phải có 11 cái đức tính tiêu biểu như là một cái người chăn bò giỏi. Nếu mà chúng ta không thấy được cái đó thì chúng ta sẽ chỉ đi vòng ở trong một cái vòng tròn giải đài khổ đau. Mình không nhìn thấy ra được cái thực tại khổ đau của một kiếp nhân sinh. Do vậy mà mình vẫn cố gắng bám víu vào một cái gì đó gọi là chấp thủ, mình không xả. Cái đó là cái nó sẽ tạo một cái trở ngại rất là lớn. Cho nên trước hết, như cái chương trình trước đây chúng tôi đã thưa Đức Phật dạy, cái yếu tố đầu tiên là gì? Cái đức tính đầu tiên đó là biết rất rõ về sắc, cái bản chất của bốn đại, đó là đất, nước, gió và lửa. Thứ hai là mình phải biết rõ về tướng, là biết phân biệt cái cách hành xử giữa một cái bậc trí và cái người thiếu hiểu biết, kẻ ngu. Thứ ba là biết trừ bỏ cái trứng bỏ chét. Ở đây ý Đức Phật muốn dạy rằng là chúng ta phải biết trừ khử ngay ở trong cái mầm mống. Đó là những cái ý niệm về dục, sân, hại và những cái bất thiện khác. Nói về dục, kỳ trước chúng tôi đã nói về cái dục lậu đó. Đó là những cái thèm khát, những cái ham muốn về dục lạc. Nó xuất phát từ những cái sự thiếu hiểu biết. Nó đưa dẫn chúng ta đi vào những cái vùng đầy tố tâm. Mà dục lạc là căn bản của sinh tử, đó là nguồn gốc, đó là đầu mối của vấn đề sống và chết. Tất cả chúng ta đều rất sợ cái chết, kể cả cái sống. Sống mà không biết cách sống trở thành là một cái mối hiểm họa lớn, là một cái đe dọa lớn. Cho nên ở đây mình phải biết cách trừ bỏ ngay trong lúc mà nó chưa có phát tác. Khi mà nó phát tác rồi thì vấn đề đoạn trừ trở thành rất rất là khó khăn. Do vậy mà trong tất cả các kinh đều nhắc cho chúng ta là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Bồ Tát nhìn thấy được cái nguyên nhân nào có thể đưa dẫn đến hạnh phúc, nguyên nhân nào có thể đưa dẫn đến khổ đau. Do vậy mà sợ cái nhân hơn là những chúng sinh vì vô minh, cho nên không thấy được cái nguyên nhân đó chính là
hạt giống tạo nên vô số khổ đau. Vậy mà chỉ đợi khi nào mà cái hậu quả nó đến, bắt đầu khóc lóc than thở sầu muộn lo lắng khổ đau, cái đó là ít gì cả. Do vậy mình phải chấm dứt ngay trong cái lúc mà nó còn là cái mầm, cái mộng, chứ không đợi nó phát tác ra. Đó là những cái ý niệm của dục, của sân, của hại. Rất nhiều lần chúng tôi thưa quý vị, mình giận tức một người nào đó, mình ngồi mình nguyền rủa, mình chửi bới, chẳng khác nào mình đang uống thuốc độc mà mình mong người khác chết đi. Chuyện đó không bao giờ. Đó là một cái suy nghĩ rất là nghịch lý. Đó, nhưng mà không thiếu gì người đã có một cái tâm trạng vô minh như vậy. Cho nên ở đây mình phải biết trừ bỏ cái trứng của bò chết. Thứ tư là gì? Biết băng bó vết thương. Đó là chế ngự những cái tâm để mình hạn chế, mình gìn giữ những cái trần cảnh mà mình tiếp xúc bởi lục căn của mình, bởi những cái giác quan của mình. Nếu mà mình không biết chế ngự, mình thấy cái gì mình cũng ham muốn, mình nghe cái gì mình cũng sầu muộn, mình ngửi cái gì mình cũng phiền não, hoặc là mình đắm đuối, cái đó là một cái rất là nguy hiểm. Thứ năm là phải biết cách sông khối. Tức là nếu mình nói rộng á thì sao? Những điều mà mình hấp thụ được từ nơi giáo pháp của Đức Phật, mình phải quảng bá, mình phải làm cho chánh pháp lưu bố một cách rộng rãi, nó bay khắp nơi, nó tỏa ra khắp nơi, nó làm cho mọi người thấm nhuần được chánh pháp. Và khi đã thấm nhuần được chánh pháp, tất nhiên họ sẽ có một đời sống như chánh pháp. Mà ở đâu có một đời sống như chánh pháp, ở đâu có một đời sống Phật, sống một đời sống Phật, ở đó có sự hiện hữu của chánh pháp. Ở đâu có sự có mặt của chánh pháp, ở đó có hòa bình, ở đó có hạnh phúc, ở đó có thương yêu, ở đó có sự hiểu biết. Cho nên chúng ta cần phải quảng bá chánh pháp ở mọi nơi, ở mọi lúc, chứ không có thụ động, không có xây lưng đến cái khổ nạn của tất cả muôn loài. Thứ sáu là biết chỗ nước có thể lội qua. Một cái người chăn bò giỏi họ biết chỗ nào là cái nước xấy, chỗ nào là cái nước sâu, chỗ nào là cái chỗ mà nó bùng có thể nó sụp, chỗ nào là cái chỗ cạn có thể băng qua để mà lừa cái đàn bò của mình qua một cái dòng sông một cách an toàn. Thì cái người tu tập cũng vậy, mình phải biết cầu học những vị đa văn đối với Tam Tạng Kinh Điển, phải biết đâu là minh sư, phải biết cái chỗ nào là cái nơi cần phải cầu học. Nếu mà mình không biết, mình cứ đi chỗ này chỗ kia rồi cảm thấy nó nhàm chán, cảm thấy thất vọng, rồi quay qua chỗ khác giống như là một cái sự shopping, này cái đó nó không có giải quyết được gì cho cái vấn đề cầu học của chúng ta. Mà phải biết cái đạo lớn thì không có chí đạo vô nan, duy hiền tiễn trạch. Vấn đề ở đây là cái cách mà chúng ta chọn lựa, đó là tiếng tâm minh của tổ tần sáng. Thứ bảy là biết chỗ nước uống, đó là tinh hiểu chánh pháp, hiểu tất cả những cái giáo nghĩa một cách rốt ráo, và với tất cả cái tấm lòng hân hoan dõng dước tinh tấn, chứ không phải là giải đái, mà phải là một hành giả tiên phong trong mọi thời điểm, trong mọi tình huống.
lúc nào cũng tinh tấn, lúc nào cũng tích cực, lúc nào cũng chăm chỉ, lúc nào cũng cần bận. Thứ tám là biết con đường, là biết về bát chánh đạo, biết về bát chánh đạo, chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, vân vân. Thấy là cái thời lượng đã hết, do vậy mà chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ đến quý vị vào cái phần 2 của chương trình. Cảm ơn thầy. Chương trình Sống Đời Sống Phật xin tạm dừng chung một vài phút cho phần bảo trợ. Xin quý vị tiếp tục đón xem phần 2. Xin cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cũng...